Rồi anh xin trả lời câu hỏi này của em ha. Thì như em thấy tiến độ xây dựng của dự án The Standard của chúng ta cực kỳ là nhanh luôn. Là mọi thứ dường như là sắp hoàn thiện rồi. Và quý 2, dự kiến là quý 2 2022 này, chủ đầu tư An Gia sẽ hoàn thiện tất cả những cái căn nhà phố tại dự án The Standard này và bàn giao đồng thời cùng một lúc cho tất cả những cư dân trong tương lai và những nhà đầu tư, là họ có thể là họ nhận nhà và trang trí nội thất và khai thác cho thuê ngay, hoặc là họ muốn bán lại cho những cái cư dân muốn sở hữu một cái căn hộ nhà phố tại dự án The Standard này.